Chào tất cả mọi người, chào mọi người đã trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà cách với đường ô tô 3 nhà. Nói chung là cách khoảng tầm 30m là ra tới đường ô tô đi lại. Vị trí của cái căn nhà này thì nó thuộc tổ 7, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì ngõ trước nhà 2m, cách với đường ô tô rất gần, đi lại giao thông thuận tiện, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, gần với lại trường đại học Phenica. Với căn nhà này thì thực tế với cái hiện trạng của căn nhà là căn nhà đã ở và chủ đầu tư chuyển đổi để nhờ Ngọc Ánh bán. Thông số nhà 30m hướng nhà là hướng Đông Nam mọi người ạ. Đây, hướng nhà Đông Nam cho nên rất là mát. Căn nhà này thì cũng được hoàn thiện cách đây khoảng tầm 3 năm mọi người nha. Và bây giờ chủ nhà chuyển đổi thì có nhờ Ngọc Ánh bán. Với cái phần hoàn thiện thì cũng khá là chỉnh chu, với cái phần cửa chính 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm kính. Mời người theo em vào phần tầng 1 của ngôi nhà. Nói chung với cái căn nhà này thì cũng còn khá là mới và quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay theo hiện trạng của ngôi nhà. Đây là cái phần phòng khách. Quan trọng nó là vị trí và cái giá chào bán của căn nhà này thực tế luôn rất là hợp lý. 2 tỷ 380 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Giá của cái căn nhà này rất chi là hợp lý ở cái phân khúc mà hàng ở trong D, Yên Nghĩa. Tầm giá vừa phải gần với bến xe ấy, mọi người ạ. Gần như thì căn nhà này nó đang là giá thấp nhất rồi. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Ở đây thì có một chiếc quạt trần. Ngoài cái không gian phòng khách thì ở đây còn có một cái không gian phòng bếp. Nói chung nhỏ nhắn xinh xắn thôi chứ nó không thể nào mà như kiểu chia một cái phòng khách riêng, một phòng bếp riêng được mọi người ạ. Bởi vì cái diện tích của nó chỉ có 30m thôi. Và đây là cái phần tủ bếp của ngôi nhà, cũng được lắp đặt hoàn thiện đầy đủ. Mặt bếp rồi là mọi cái phụ kiện bếp đi kèm, chất lượng đầy đủ hết. Nói chung là cái căn nhà này mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở. Hệ thống điện nước được lắp đặt đầy đủ, nước sạch, sử dụng là nước sạch. Ở đây là sử dụng nước sạch luôn mọi người ạ, không phải nước giếng khoan. Đó, tầng 1 thì còn có một cái phòng vệ sinh đây, đáp ứng cho quý vị sử dụng ở dưới tầng 1, bồn cầu và xịt vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng. Lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà, từ vị trí của cái căn nhà này ấy, nó cách với bến xe đâu đấy khoảng tầm 1km thôi, rất là gần, cạnh với lại chợ dân sinh luôn ấy mọi người. Nó gần như là cạnh chợ dân sinh tổ 5, tổ 6 và tổ 7, tổ 8 luôn. Nó là tầm ở phân khúc giữa, đi lại rất là thuận tiện. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mắt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Ngoài anh review chi tiết đường hướng giá vị trí của căn nhà cũng khá là ok rồi ở phía tầng 1. Và sau đây Ngoài xin mời người theo em lên khám phá các tầng trên của ngôi nhà nhé. Với tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây là phần phòng ngủ ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Đó, có rèm cửa này, hệ thống ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa này, cửa sổ thông thoáng. Ngoài ra ở đây mọi người có thể nhìn thấy có ban công. Hướng nhà này là hướng Đông Nam cho nên rất là mát mọi người ạ. Quan trọng như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, tất cả các căn nhà cái giá cả nó phụ thuộc vào cái vị trí bất động sản. Xa gần ngõ nông ngõ sâu thì với cái căn nhà này ưu điểm ngõ của nó khá là ngõ nông mọi người ạ. Nó cách có 3 nhà là ra tới trục đường ô tô, rất là thuận tiện. Cửa đây, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Với cái căn nhà này không phải ngoặt ngẽo nhiều mọi người nha. Đường thẳng và đến cái vị trí nhà này rất là dễ tìm. Đây, phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2, đầy đủ bồn cầu, sen tắm. Đây, mọi người có thể nhìn thấy. Nói chung là căn nhà này theo hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Giá rất là hợp lý và ngoài xin mọi người theo em lên trên cái tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, cùng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây mọi người ạ. Đó, phòng ngủ này thì ngập tràn ánh sáng vào phía bên trong của căn nhà này. Đây, cửa sổ thông thoáng hai bên. Ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa, rèm cửa. Căn nhà này quý vị chỉ có lắp một chút đồ nội thất nữa thôi là có thể về ở ngay. Đó. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm hợp lý. Căn phòng vuông vắn rất là dễ kê đồ nội thất. Đây mọi người này.
phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Đây ạ, phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Nói chung công năng sử dụng cho quý vị quá là hợp lý với cái vị trí căn nhà này. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 3 đã có 3 phòng ngủ riêng biệt. Còn lại, phần tầng 4 thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4. Trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì bước chân lên trên phía tầng 4 ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng các cái khu vực cầu thang. Và tầng 4 thì thiết kế như thế nào ạ? Đây là cái khu vực để máy giặt mọi người nha. Một cái khu vực để phòng thờ. Đây ạ. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cụ thể chi tiết đúng như thế cho mọi người. Và phần còn lại, đây là phần sân phơi. Sân phơi thì ở đây chủ nhà cũ đã thiết kế cho mình một cái bộ dàn phơi thông minh. Nó giống với lại một số tòa chung cư ấy mọi người, thì là thường thiết kế dàn phơi thông minh. Nó vừa tiết kiệm diện tích mà mọi người vẫn phơi phóng rất là đầy đủ nha. Với vị trí căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người khu dân cư cực kỳ đông đúc, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương. Quý vị nào mà đang đi làm ở cái khu vực Hà Đông hoặc là trên cái trục đường mà Lê Văn Lương kéo dài lên tới Nguyễn Trãi thì cái căn nhà này cũng khá là hợp lý để quý vị có thể chọn lựa. Với cái cung đường 10 km quay đầu trở lại thì căn nhà này rất đáng để quý vị lựa chọn. Bởi vì sao? Xung quanh ở đây có thể nhìn thấy rất là nhiều tòa chung cư HH Xuân Mai cũng như là khu chung cư Dương Nội mọi người ạ. Và mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ ngay với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.